Thưa quý vị, những người nắm giữ vàng trong nước lỗ khoảng 3 triệu đồng một lượng chỉ trong vòng một tháng qua. Với mức giá đắt hơn quốc tế 18 triệu đồng một lượng, vàng miếng SJC có dư địa giảm khi giá vàng trên thị trường quốc tế giảm sâu. Theo khảo sát của báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC sáng 5 tháng 9 năm 2022 giảm nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng. Exim Bank xuống còn 65,4 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, bán ra 66,4 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC có giá mua vào 65,85 triệu đồng một lượng, bán ra 66,65 triệu đồng. Giá vàng nữ trang cũng sụt giảm xuống dưới 52 triệu đồng một lượng. Vàng nhẫn mua vào còn 50,95 triệu đồng một lượng, bán ra 51,95 triệu đồng. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua còn 50,85 triệu đồng một lượng, bán ra 51,45 triệu đồng. So với cách đây một tháng, những người nắm giữ vàng miếng lỗ khoảng 2,6 triệu đồng một lượng, còn những người mua vàng nhẫn cũng chịu lỗ 3 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC có giá cao hơn quốc tế 18 triệu đồng một lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng 5 tháng 9 biến động mạnh, lao từ mức 1.712,5 đô la Mỹ một ounce xuống 1.708 đô la Mỹ, rồi quay đầu tăng vọt lên lại mức 1.712 đô la Mỹ. Các thông tin trên thị trường vẫn xoay quanh vấn đề kiểm soát lạm phát. Lạm phát tháng 7 của Mỹ ở mức 8,5% và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang làm mọi cách để có thể giảm về 2%. Thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất lên 4% trong thời gian tới để kiểm soát lạm phát. Khi Fed nỗ lực kiềm chế lạm phát, châu Âu đang phải vật lộn với giá năng lượng tăng vọt. Giá điện chuẩn châu Âu đã tăng gấp 10 lần mức trung bình trong một thập kỷ và giá khí đốt tự nhiên đạt 321 euro mỗi MWh so với 27 euro cho mỗi MWh một năm trước. Điều này xảy ra khi Nga đã đóng cửa đường ống dẫn khí Nord Stream 1 để bảo trì. Nga cung cấp 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên của Liên minh châu Âu-EU. Chỉ số giá tiêu dùng CPI toàn phần và CPI lõi của EU lần lượt tăng 9,1% và 4,3% trong tháng 8, cao hơn so với mức 8,9% và 4,0% của tháng 7, đồng thời cao hơn mức 9,0% và 4,1% theo dự báo. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.